Hello anh em, xin các bạn quay trở lại kênh của Rõ Hai Player nha. Và hôm nay trên màn hình các bạn có thể thấy là mình đang có tới 4 mỏ game và 3 mỏ game 2 nha mọi người. Đó, trước khi cái mỏ game này bị KS thì có lẽ là mình sẽ gửi quân đi farm đi. Đấy, để cho nó khỏi KS mất của mình nha các bạn. Đó, và tại sao mình lại quay 4 cái mỏ game này? Thì như anh em đã biết rồi, đấy là một người với cái niềm có thể nói là đam mê đào game bất tận như mình. Thì mình sẽ quyết định là đúc thêm một set farm thứ tư nha mọi người. Đấy, set farm thứ tư. Nhưng mà trước khi đúc set farm thứ tư, mình phải kiểm tra xem mấy con tướng của mình nó có ở nhà không đã. Đây, mấy con này đang ở khá xa này. Mình sẽ kéo nó về nhà đi. Mình sẽ phải kéo nó về nha các bạn. Đó, mình sẽ kéo nó về đi. Con này có cầm đồ không nhỉ? Mình chưa kịp kiểm tra nữa. Tức là bây giờ mình sẽ tháo tất cả những cái món đồ mà có cái sừng chó rồi nha. Có cái sừng chó mình đã tháo hết ra để mình đúc set cam nha các bạn. Còn Doan này không có này thì mình cho đi farm tiếp. Còn Matilda này có. Đó, thì ở đây mình có tính toán rồi. Các bạn mà đúc full một set farm tím ấy, thì các bạn sẽ cần đó là 100 nguyên liệu tím nha mọi người. Đây, cái vũ khí là 35 nguyên liệu tím này. Cái mũ là 25 nguyên liệu tím là 60. Cái áo là 25 nguyên liệu tím nữa là 85. Và cuối cùng chúng ta có là cái quần. À, cái giày. À, cái tay các bạn. Sorry. Cái tay thì sẽ là 15 nguyên liệu tím nữa. Như vậy thì sẽ là 100 nguyên liệu tím nha. Đó. Và hiện tại thì mình đang có ở đây là 5 cái nguyên liệu tím sẵn rồi này. Và mình sẽ tháo dỡ tất cả những cái món farm mà hiện tại mình đang có rồi nha anh em. Đó, mình đã tháo tất cả món farm ra. Lý do là mình không cần farm nhanh, các bạn farm nhanh thì phải vào đào liên tục. Mình chỉ cần làm sao mà farm được nhiều thôi. Đây là tất cả những món đồ farm mình đang có này. Đó, 30 nguyên liệu một cái nhá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 x 30 là 240. Cộng với hai cái giày này là 20, đó là 280. 280 nguyên liệu lam. Rồi, dưới này mình còn một cái ở trang sức nữa. Mình còn một cái trang sức nữa các bạn. Đây. Một cái trang sức nữa này là 70, 280 cộng 70 là 350 nhá. Như vậy 350 là mình đã thiếu khoảng 50 cái nguyên liệu lam nữa là mình có thể đúc được full set tím cho mọi người, tại vì 100 nguyên liệu tím thì sẽ bằng 400 nguyên liệu lam. Cứ 4 nguyên liệu lam chúng ta lại đúc được một nguyên liệu tím. Đó. Bây giờ mình sẽ chờ nó về, sau đó mình sẽ tháo dỡ hết ra nha. Rồi mình tháo luôn đi. Thực ra cái set farm này mình cũng mới đúc gần đây thôi. Cái set farm lam này mình cũng mới đúc gần đây. Nhưng mà mình quyết định là tháo nha mọi người. Đó, mình đã tháo luôn. Cái này thì được cái là thu gom nhanh hơn. Các bạn thì có tốc độ thu gom nhanh hơn đâu đấy. Tầm khoảng 40-50% gì đấy. Nhưng mà nói thật với anh em là tôi cũng không cần lắm nha mọi người. Mình sẽ cần cái chỉ số của farm tím này hơn. Cái farm tím này thì các bạn sẽ nhận thêm được cái việc tài nguyên thu thập được thêm 5%. Là mỏ game các bạn thu được ấy, sẽ thu được thêm 5% rất là có lợi. Đó, mình đã tháo nha anh em. Ấy quên, để tháo này. Tháo cái mũ này ra đi. Mình sẽ tháo. Đây. Tháo cả cái phụ kiện đánh man thợ luôn. Để xem đúc đồ tím lên có lên ta lần luôn nha mọi người. Tháo một món này. Ok, set farm mình đúc liên tục cơ mà. Mình thì mình rất là thích set farm các bạn. Tại vì kiểu đam mê farm game ấy. Tháo tiếp này. Đây, cái này mình tháo luôn. Tháo luôn nha anh em. Đợt trước đúc để lên cái talent để lấy khung súng thôi. Đợt này khung súng có rồi. Đợt này khung súng có rồi nên là tháo luôn. Cũng phải tà ma tôi cũng tháo. Rồi. Tháo hết anh em ạ. Thực ra thì nếu mà nói về set tím farm ấy thì đáng ra nhá, nếu mà ngày xưa mình mua gói 219 ấy là mình đã đủ 5 set tím farm rồi mọi người. Nhưng mà do mình không mua gói 219, thật sự đến bây giờ mình rất là tiếc. Gói 219 đấy nếu mình nhớ không nhầm là khi mà các bạn lên cấp 16 ở trong game ấy, các bạn xây xong cái lò rèn là nó sẽ cho các bạn cái gói 219.000 là được nguyên một set tím farm luôn. Đó, quá ngon đấy bạn, gói đấy quá ngon. Ông nào mà có điểm đam mê farm game giống mình thì chắc chắn là không thể bỏ qua nữa các bạn. Hiện tại thì mình đã có 3 set tím farm rồi. Hôm nay mình đúc thêm set này sẽ là set thứ tư. Đó, các bạn mà có thắc mắc là xương chó ở đâu mà nhiều thế thì nói luôn với anh em đó là mình không có sử dụng hòm nguyên liệu cũng như là sản xuất tài nguyên hàng ngày để sản xuất cái xương chó cho mọi người. Đó, tài nguyên hàng ngày anh em chỉ nên sản xuất đó là 3 cái tài nguyên để rèn đồ đầu tiên thôi. Xương chó là tuyệt đối mình không có dùng nha. Xương chó này là tới từ tất cả những cái việc như là đánh man rợ này, mở những cái rương ngẫu nhiên và mở chìa pha lê nha anh em. Bây giờ mình sẽ đúc set tím farm nha các bạn. Rồi.
Rèn cây vũ khí đầu tiên đây, hy vọng nó lên talent. Ok. Rèn nhanh nè. Lên. Lên. Có. Nhân phẩm dồn hết vào rèn đồ farm ạ. Số không tránh được anh em, chọn kết hợp thôi, tại đa số tướng farm tướng kết hợp hết. Ok. Mình sẽ rèn cái mũi mọi người. Ta lần tiếp không? Có. Ôi, toài. Cái này hôm trước hình như mình mới rèn ta lần xong nên hôm nay nó reset đấy. 11%. Áo này. Rèn luôn. Có. Ui. cái vũ khí hồi nãy nó nổ ta lần thì hên rồi. Đây, ở đây thì anh em có thể thấy là mình vẫn đang còn thiếu là 5 cái vật liệu tí nữa nha anh em. Bây giờ làm cách nào đây? Thực ra thì mình làm clip này nó cũng hên xui thôi. Bây giờ mình bắt đầu mình đi mở hòm. Mình hy vọng là với đống hòm này mình có thể lấy đủ 5 cái nguyên liệu tí cho mọi người. Mở này. Hơi ít, có 11 xương thôi. Tiếp này, 51 cái hòm xanh lá. 3 xương ít thế. Này là rương lam này. 4 xương, ok, 4 xương là ok. Cái này sao? Có được 2 xương không? Ủa, 1 xương. Này chưa chắc đã đủ anh em ạ. Nói vậy những cái này chưa chắc đã đủ cơ. Đi đúc thì cứ đúc vậy thôi, nhưng mà chưa chắc đã đủ full một set tím đâu. Vẫn thiếu 3 cái nha anh em, vẫn thiếu 3 cái, ok. 3 cái đấy thì bây giờ mình sẽ đi mở chìa pha lê nhé mọi người. Đây chìa pha lê. Cái này thì anh em nên tích nhá. Còn mình đây là mình thích đúc set farm để farm game thôi. Anh em thấy đó, đợt này đang đẩy nhanh tốc độ lên VIP 17, phải farm game rất chăm chỉ các bạn. 370 chìa pha lê nha anh em. Có. Ui, có được cái nguyên liệu cam nào không? Một nguyên liệu cam, hai nguyên liệu cam. Wow 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 wow. Hai nguyên liệu cam. Rồi, một nguyên liệu tím. 137 cái xương có khi đủ ấy. Hai nguyên liệu cam bạn. Wow, nhưng mà không được cái mảnh bản vẽ cam à. Toàn đồ farm thôi. Mở luôn cái đường vàng. Đây mình còn 357 cái chìa vàng này, nhưng mà đợt này tứ chìa vàng chả con nào ngon nên mình chả mở. Hy vọng là đủ anh em ạ, hy vọng là đủ, mình cũng tính toán tương đối thôi. Đủ không? Ui vẫn chưa đủ à? À lộn. Đây. Đủ luôn anh em. Ok, món cuối cùng của set farm tím thứ tư. Ren. Có. Ok, không lấy cũng được các bạn. Rồi, như vậy là mình đã hoàn thành 4 set tím farm cho mọi người, 4 set tím farm. Bây giờ mình sẽ cho con tướng farm của mình mặc vào. Đây, đây là một set nha anh em. Đó, 2 set. 3 set. Và bây giờ mình sẽ cho không biết là con nào farm nhanh hơn nhỉ? Con Tama hay con này farm nhanh hơn ta? Không biết là con nào farm nhanh hơn nữa, mình sẽ test thử con nào farm nhanh hơn nha. Con nào farm nhanh hơn mình sẽ cho mặc, đơn giản lắm. Đây, farm nhanh khi người ta farm mất. Test thử chỉ số farm nào. Đây, đạo đầu tiên của mình là 236 này. Đạo thứ hai 229. Đạo này 188. Và đạo cuối cùng, đạo Tama. Ui, Tama farm chậm thế nhở. Đạo Tama farm chậm thật sự ạ. Ta có thể thua, nhưng sẽ không bao giờ khuất phục. Đạo Tama farm chậm thật sự. Để mình xem. Ui, con Tama farm chậm nhở. Xem, để xem kết hợp con con gì, con này gọi là con gì ta? Cái gì ấy? Chỉ huy bách binh đoàn, đúng rồi. Mình sẽ kết hợp với Tama thì nó farm nhanh hơn không nhá. Chậm y chang nhau anh em. Thôi con nào farm chậm nên là mặc con nào như nhau. Nhưng mình sẽ mặc cho con chỉ huy bách binh đoàn nha. Đó, mình sẽ mặc cho con này các bạn. Đó, tướng xanh lá mà farm nhanh hơn cả tướng tím. Xét tím farm thứ tư. Quá ghê gớm rồi anh em lưu ý là mình không có dùng cái nhá. Mình không có dùng cái bất cứ một cái cách nào để lấy thêm xương anh em. Tất cả là mở random hết chứ không có gọi là luyện. Không có gọi là luyện nguyên liệu hàng ngày. Cũng như là mở rương tự chọn để lấy cái tím farm nha. Anh em tuyệt đối là không nên như vậy nhá. Đây là ngẫu nhiên hết anh em. Đủ 4 set tím farm. Có lên talent được luôn không nhỉ? Thôi để... không mà mình nghĩ là cũng đủ đấy. Bây giờ mình tích nguyên liệu lâu lắm. Bây giờ mình tích nguyên liệu lên set tím farm rất là lâu. Do là cần 100 mấy cái xương nữa nên mình sẽ đúc luôn mấy cái này lên ta lần đi. Để xem có thể được không nhá. Bản gốc.
Không đủ anh em ạ, nói vậy chứ có đủ méo đâu. Cái mũ thì sao? Mũ thì có hai bản. Mũ thì có vẻ ok nghe, mình sẽ tinh luyện cái mũ này nha các bạn. 75 ngon luôn. Ok. Ô, tính ra cái vũ khí mình ít mảnh bản vẽ vãi xưởng ấy, tinh luyện này. 41, cái này thì hên xui lắm anh em. Mình cứ thử hai phát nha. 50. 50 nữa không? Ồ, 25. Toạch đây anh em. Test thử cái áo của nick khác đi. Test thử cái áo của con này đi. Tinh luyện này. Cái này được 25 rồi. Ui dư. Tinh luyện. Đừng bảo là 4 phát mới lên nha. Ồ, đúng 4 phát luôn. Mà đen như chó vậy. Đỉnh cao farm game với còn gì nữa anh em. Chơi và toàn xét tím farm để farm game. Đây, cái mũ này mình tinh luyện luôn. Tại mấy này mảnh bản vẽ mình nhiều. 30. Ui, còn 135 rương còn thoải mái. Tầm này đồ tím mình không dùng nữa rồi. Đây là mình chơi thoải mái nha anh em. Anh em mới chơi đừng có bắt trước nha. Anh em mới chơi đừng có bắt trước mình nha các bạn. Ok. Đó. Full tím farm ta lần. Mũ, cái này để xem mình còn lên được không. Còn một phát thôi ạ. Một phát thì chắc còn lâu mới lên được. Áo thì sao? Áo này còn 3 phát. Mình tinh luyện cái áo này luôn nha mọi người. Tinh luyện luôn. Ờ rồi. Không lên được rồi. Vãi nồi 4 phát. Ok, nói chung là đã xong. Hoàn thiện tất cả set tím pha. Bây giờ mình sẽ đưa nó đi farm game thôi các bạn. Đó. 3 mỏ game 2 cạnh nhau. 3 mỏ game 2 cạnh nhau. Đào thì cứ đào game 2 thôi. Ưu tiên đào game 2 các bạn. Không ưu tiên đào game 1 nha. Hy vọng là chúng ta sẽ có cơ hội để hoàn thành set tím farm thứ 5 nha anh em. Anh em nhớ bấm like để ủng hộ Rock FHP, gọi là farm vật liệu cho nhanh để có set tím farm thứ 5 nhanh nha mọi người. Cũng không biết là khi nào mới có đấy, thật sự rất là lâu. Thật sự là để đúc được một set tím farm như vậy mình phải nhịn rất là lâu nha anh em. Tôi cần cái mỏ game cuối cùng. Đây rồi anh em. Uầy, lại hai mỏ game hai cạnh nhau này. Nay sao game nhiều mỏ game thế. Không gì có thể ngăn cản con đường mở. Ok các bạn, như vậy là đây cũng là cái mỏ game cuối cùng của cái video ngày hôm nay rồi. Và hy vọng anh em có một cái ngày chơi game Rocket Kingdom thật là vui vẻ, cũng như là farm game thật chăm chỉ nha mọi người. Cố gắng farm game đi để còn lên những món đồ khác nha anh em. Đó, hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Bye bye.